Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách học tiếng Anh trên tiếnganhonline.net, một trang web học tiếng Anh khá hay và dễ sử dụng. Đầu tiên, các bạn sẽ chọn vào các mục mà các bạn muốn chọn trên cột menu bên tay trái, hoặc có thể chọn các mục phía trên. Bây giờ chúng ta hãy làm thử một vài bài học. Những bạn mới bắt đầu sử dụng trang web muốn kiểm tra mức độ tiếng Anh, các bạn chọn mục kiểm tra kiến thức. Trong mục này sẽ cung cấp cho các bạn rất nhiều những bài test đủ các trình độ từ A, B, C cho đến những bài thi quốc tế như TOEFL, IELTS. Bên cạnh đó, các bạn có thể luyện đầy 3 kỹ năng tiếng Anh như luyện nghe, luyện đọc, luyện viết và luyện ngữ pháp. Chỉ cần nhấp chọn các mục tương ứng, các bạn có thể tiếp cận các bài kho tiếng Anh và các ngân hàng đề thi sẵn có. Hướng dẫn học tiếng Anh giao tiếp thông qua các quiz clip. Các bạn nhấp chọn vào mục học tiếng Anh qua clip ở cột menu hoặc mục video ở trên. Đây là một số video để các bạn tham khảo. Các bài luyện thi tiếng Anh quốc tế như TOEFL, IELTS, GMAT, TOEIC, SAT đủ các cấp độ từ dễ đến khó. Và tôi sẽ chọn một bài để làm mẫu cho các bạn. Tôi chọn một đáp án. Sau khi làm xong bài, các bạn có thể kiểm tra kết quả bằng cách nhấn vào nút show answer và kiểm tra xem mình làm đúng được bao nhiêu câu. Các bạn có thể tải về máy miễn phí những tài liệu học tiếng Anh, các bài tập thực hành. Đầu tiên, các bạn chọn mục download tài liệu ở cột menu hoặc nhấn vào biểu tượng download ở phía trên. Sau đó, các bạn lựa chọn tài liệu rồi nhấp vào đường link hoặc biểu tượng download để tải về. Học tiếng Anh qua các trò chơi. Các bạn có thể chọn thể loại trò chơi ở mục phía trên như ngữ pháp, từ vựng, phát âm, trắc nghiệm, vân vân. Hoặc chọn những trò chơi bên cột tay trái, nhấp vào game đã chọn và bắt đầu chơi. Bây giờ chúng ta cùng chơi thử một game nhé. Tôi chọn game về gamer và tôi chọn game basketball. Các bạn đẩy quả bóng theo hướng mũi tên. Bạn có thể nhấn vào nút again để chơi lại hoặc menu và cũng là quay về trang chủ chính. Trang web cũng cung cấp cho các bạn những từ vựng chuyên ngành và những bài giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành thích hợp cho những bạn học ngành kinh tế du lịch. Các bạn có thể chọn vào tiếng Anh thương mại cơ bản, tiếng Anh thương mại nâng cao, thành ngữ trong tiếng Anh thương mại, tiếng Anh giao tiếp, các bài luyện nghe tiếng Anh. Trên đây tôi mới hướng dẫn các bạn cách học tiếng Anh trên trang web. Hy vọng video clip này sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sức khỏe và học tập tốt.